tuần này thì con hóa thân thành cô Jennifer Lopez và cô Shakira. Là hai bọn có đạo rất là nóng bỏng đúng không? Dạ vâng. Lựa chọn hai thằng tượng này để đi chung với nhau. Bởi vì là con thấy là con rất thích cái năng lượng của hai cô, khi mà vừa nhảy vừa hát lại có thể vừa đánh trống và vừa đu cột, nên là con thích cái phong cách cá tính này, nên là con đã quyết định lựa chọn ai cần này. Dạ vâng đúng rồi ạ. À, hiện giờ thì đang có nhưng mà tí nữa thì con chưa biết. Con cứ động thoải mái nó đâu sao. Dạ. Nhưng mà ngẩn ăn nó lại cứng. Con tặng là quê chứ con đồ giả mà. Alo. Đồ fake. Mày chỉ make up đúng không? Mình đồ giả thì mình đâu có được như đồ thiệt đâu nè. Như cô đồ thiệt có gì nè, con thử đi. À. Phải ráng, con phải tập làm quen với cái sự giả này, con hiểu không? Tại vì chỉ có ngày hôm nay duy nhất ngày hôm nay con mới có cái sự giả này thôi. Còn lại là sẽ quay lại cái cầm lẹm chân thật của con. Trời, con có thấy khó khăn gì nhất trong khi hóa thân không? À, con thấy khó khăn nhất là phải vừa nhảy vừa hát và phải vừa đu cột vừa hát. Mà mình vẫn phải giữ được cái tinh thần và cái năng lượng của mình, lúc nào cũng push up, lúc nào cũng phải năng động, năng lượng và đem đến một cái sân khấu khuấy động nhất cho mọi người. Chung kết này thì em và Phong sẽ hóa thân thành nữ ca sĩ Thu Minh ạ. Đã có những cái chuẩn bị gì cho cái điều này? Tụi em đã luyện tập. Sorry. Tụi em đã, em và Phong cũng trong một tuần qua thì cũng đã tập vũ đạo nè, và đặc biệt là tuần này thì Nam Phong cũng là người cực lực nhất. Tuần này con có cuộc hóa thân thành cô Thu Minh thì điều gì làm con cảm thấy khó khăn nhất? Điều khó khăn nhất với con là chính là để giả được giọng cô Thu Minh, với cả là anh đây giả được giọng cô Thu Minh. Biết những điều trước là vừa mới đây là phải tập lịch để dành với cô khi mà hóa thân thành ca sĩ Thu Minh. Vâng, con biết. Cô Lịch ơi. Cô Lịch chỉ con làm Thu Minh đi cô Lịch. Tạo quá, con hát quá trời luôn rồi. Mọi người ơi, biết không? Bắt đầu vào chương trình cái là bị hăm dọa liền rồi. Mới ngày đầu tiên tập đầu tiên là con nói cho cô biết con là bài chết làm Thu Minh. Trời ơi, người ta uống mưu từ những ngày đầu tiên rồi. Hát rất là giống. Con rất là hâm mộ cô Thu Minh, tại vì là cô khi mà cô trình diễn sân khấu cô rất là tự tin và cô ấy kiểu không gần như không quan tâm đến ai xung quanh cô, coi như đấy là sân khấu của cô thôi. Con có cái điểm tương đồng gì giọng hát nội lực làm sao mà con bằng được cô Thu Minh, nhưng mà con sẽ học hỏi nhiều nhất có thể để có thể giống như cô Thu Minh trong đêm chung kết này. Con sẽ biểu diễn bài Diva. Làm sao để tránh những thứ băn tan để baby. Họ nhìn từ sáng sớm đến chiều tối em crazy. Cũng không thể trách cái gió mong sexy lady. Gọi tôi là Diva, người sao xa lạ quá. Mặc dù là cô Lịch ở đội khác nhưng mà cô Lịch có cái chia sẻ gì khi mà những buổi trước mình đã là quán phim thế của gương mặt thân quen với cái hình tượng Diva thân quen thì cô Lịch có cái gì khuyên cho Nam Phong có thể hoàn thành tốt cái thực ra là ngay cái chất giọng nói chuyện ấy của Nam Phong đã giống rồi. Và ngay từ đầu khi mà nghe Nam Phong chia sẻ là Lịch đã thấy là Nam Phong làm có thể là giống, tại vì cái âm sắc giọng bình thường là đã có cái gọi là cái giọng mà hơi mỏng mỏng và chỉ thông minh kìa. Nếu như là người khác mà giả giọng thì sẽ phải bé rất là nhiều, cũng như là giọng Lịch bình thường sẽ là như thế này, nhưng mà giả mà cô Thu Minh thì mình sẽ phải bé cho nó mỏng hơn một chút. Nhưng mà Nam Phong thì đã có sẵn một cái chất giọng là nó mỏng mỏng trong đấy thôi, là nghe bình thường nói chuyện đã có màu sắc đấy rồi, thì cô Lịch nghĩ là Nam Phong sẽ là rất là tốt. Tuần này thì Lịch và Bé Chi sẽ hóa thân thành nhân vật. Tuần này thì Khánh Chi sẽ hóa thân thành nhân vật là Hà Anh Tuấn và anh Tùng Dương. Tuần này con hóa thân thành chú Hà Anh Tuấn và chú Tùng Dương. Tự nhiên đang là một cô gái rất là năng lượng, bây giờ hóa thân thành nhân vật nam và bé
trầm ẩm đúng không? Vậy thì con có những cái cách nào để con có thể phát triển mà giống như là con thấy chú Hà Anh Tuấn có một cái chất giọng rất là hay, bay bổng nên là con quyết định chọn chú. Tại vì là con cũng rất là thích cái dòng nhạc nhẹ, và dòng nhẹ cũng là cái dòng nhạc con đang theo đuổi chính nữa. Cho nên là con muốn lựa chọn nhân vật là chú Hà Anh Tuấn. Và chú Tùng Dương thì thật ra chú Tùng Dương là một divo mà con rất là hâm mộ nữa. Cho nên là con sẽ chọn hai nhân vật này và mashup với nhau. Con sẽ trình bày ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em Và Ngày Chưa Giông Bão. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi. Tháng Tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thật. Tuần này thì mình sẽ diễn cái cuộc gì ạ? Trong tuần này thì Hồ Ngọc Hà sẽ hát một ca khúc nhạc xuân cùng với Nu Phước Thịnh. Wow. Tôi chính là Hồ Ngọc Hà. Đây là liên khúc năm qua ta đã làm gì và quên cả đã cái tên rồi. Chỉ nhớ lời chứ không nhớ tên ạ. Hát gì ạ? Đâu ai chung tình được mãi ạ? Bài hát sao nhỉ? Hình nhỉ? Bài nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần, sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ gian gian diêu diêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Dạ. Tóc dài thì gửi đi gội sấy xem ạ. Gội sấy xong xin đội lên nhá. Nói chứ tóc chị bị con chị bức sạch rồi em. Hai đứa con sinh đôi của chị Leon Lisa nó bức sạch cái đầu chị rồi. Dạ vâng ạ. Mọi người ơi, mọi người nhớ theo dõi chương trình Gương Mặt Thân Quen tập cuối cùng nha mọi người. Sẽ có rất là nhiều tiết mục rất là xuất sắc. Bên cạnh những tiết mục là vòng chung kết thì có một vài tiết mục tham gia biểu diễn khách mời cũng rất là đáng yêu. Hy vọng mọi người sẽ yêu thương tất cả các thí sinh nhí của chương trình và luôn ủng hộ cho Gương Mặt Thân Quen năm nay cũng như các năm về sau.